Chốt lại cuộc đối thoại giữa Phật giáo và khoa học. Năm 2000, một tu sĩ Phật giáo, ông Matthieu Ricard, tiến sĩ sinh học người Pháp, sau nhiều năm làm việc về di truyền học tại Institut Pasteur Paris, ông đã để tâm nghiên cứu Phật giáo và quyết định thoát tục trở thành một tu sĩ Phật giáo. Ông hiện tu tập tại một thiền viện ở Sichuan gần Kathmandu, Nepal. Ông cũng là một tác giả nổi tiếng tại Pháp với tác phẩm Thầy tu và Triết gia, nhà xuất bản Nin 1997, và nhiều tác phẩm khác. Cùng với một nhà khoa học người Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thuận, một tác giả nổi danh, giáo sư Đại học Virginia, Hoa Kỳ, ngành vật lý thiên thể, cũng là một người theo đạo Phật, với hai tác phẩm khoa học là Giai điệu bí mật, Hỗn độn và Hài hòa, nhà xuất bản Faya 1988 và 1998, cùng nhau viết một tác phẩm đối chiếu với quy mô lớn những điểm tương đồng và dị biệt giữa Phật giáo và khoa học với nhan đề Vô tận trong lòng bàn tay, từ Big Bang đến tỉnh thức, nhà xuất bản Sông Ninh năm 2000. Cuốn sách nêu ra nhiều điểm tương đồng quan trọng giữa Phật giáo và khoa học. Trong bài viết này, tôi không nêu lại những đối chiếu đó, mà cố gắng chốt lại tìm kiếm một kết luận sơ bộ hay tạm thời trong chừng mực nào có thể, trong khi chờ đợi khoa học có thêm những phát hiện mới để làm rõ thêm những điểm còn phân vân bất định trong quyển sách. Nhận xét đầu tiên là tương đồng nhiều hơn dị biệt. Điều này dễ hiểu vì cả hai người, một đại diện cho Phật giáo Matthieu Ricard và một đại diện cho khoa học Trịnh Xuân Thuận, cả hai đều theo đạo Phật và đều am hiểu khoa học, trong khi Phật giáo, theo nhận định của anh Tanh, là một tôn giáo có khả năng đáp ứng các yêu cầu của khoa học hiện đại. Nhưng một điều quan trọng mà cuộc đối thoại đó chưa đề cập tới hoặc cố tình bỏ qua, đó là thần thông hay đặc dị công năng. Bỏ qua thần thông thì không hiểu được hết thế giới, cũng không hiểu được Phật giáo. Điểm này rất quan trọng, bởi vì Thích Ca, người sáng lập đạo Phật, không phải là triết gia, chỉ có lý luận suông, cũng không phải là nhà khoa học, bị giới hạn trong ý thức duy lý. Thích Ca là bậc toàn giác, được chứng nghiệm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có đầy đủ thần thông. Cụ thể là 6 thứ thần thông như sau: Lục thông, 6 phép thần thông, biểu hiện năng lực tâm thức bát nhã của chư Phật và Bồ Tát. Nha Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, thường được gọi tắt là Câu Xá Luận, có kể rõ lục thông là: 1. Thân như ý thông, còn gọi là thần túc thông, biến hiện tùy theo ý muốn, thân có thể bay lên trời, đi trên biển, chui vào trong núi, vân vân. Tất cả mọi động tác đều tùy theo ý muốn, không hề chướng ngại. 2. Thiên nhãn thông, nhìn thấy tất cả mọi hình sắc ở gần hay ở xa trong cả thế gian, nhìn thấy mọi hình tướng khổ vui của chúng sinh trong 6 nẻo luân hồi. 3. Thiên ý thông, nghe và hiểu hết mọi âm thanh trong thế gian, nghe và hiểu hết mọi ngôn ngữ của chúng sinh trong 6 nẻo luân hồi. 4. Tha tâm thông, biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm của chúng sinh trong lục đạo. 5. Túc mệnh thông, còn gọi là túc mệnh minh, biết được kiếp trước của chính bản thân mình và của chúng sinh trong lục đạo, từ một đời, hai đời cho đến trăm ngàn vạn đời trước đều biết rõ, nhớ rõ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, tên gì, làm gì. 6. Lậu tận thông, lậu tức là kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi. Lậu tận thông là dứt trừ toàn bộ kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, không còn sinh tử luân hồi trong ba cõi, được giải thoát hoàn toàn. Thích Ca không coi trọng thần thông và cũng ít thể hiện thần thông.
bởi vì thần thông không thể thắng được nghiệp. Nhưng thần thông hé lộ nhiều điều bí mật mà khoa học không được phép bỏ qua. Bởi vì hai đại biểu của chúng ta đều là nhà khoa học, họ không muốn đề cập thần thông vì huyễn hoặc khó tin quá, khoa học không lý giải được. Nhưng tôi cho rằng thiếu sót đó rất nghiêm trọng và hậu quả là không chốt được cuộc đối thoại, khiến cho cuộc đối thoại không đạt được tầm cao mong đợi của cả giới khoa học và của Phật tử, mà chỉ tầm tầm bậc trung. Trước hết hãy nói về quan điểm quan trọng nhất của Phật giáo là tánh không. Ngày nay vật lý lượng tử cũng khám phá rằng quả thật vật chất là cái gì không thể biết, không thể hiểu được. Lượng tử dường như trả lời người quan sát đo đạc theo cách mà người đó hỏi nó. Hay nói cách khác, dường như nó có ý thức hoặc đi xa hơn nữa. Nó chính là sản phẩm của ý thức do người đó sáng tạo ra. Điều này đã được von Neumann và Erwin Wigner nêu ra. Von Neumann, 1903-1957, nhà toán học người Mỹ gốc Hungary, có nhiều đóng góp cho vật lý lượng tử và khoa học máy tính, phát biểu: không có cái gì là thật, trừ phi ý thức hiện hữu. Tất cả vật thật đều cấu thành từ ý thức. Điều này hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa duy vật. Erwin Wigner, 1902-1995, nhà vật lý và toán học người Hungary, giải Nobel vật lý năm 1963, viết: càng nghiên cứu thế giới bên ngoài, càng dẫn tới kết luận rằng nội dung của ý thức là thực tại tối hậu, hạt chỉ hiện hữu khi được quan sát, và như thế thực tại của hạt bắt buộc rằng ý thức là yếu tố cơ bản của thực tại. Thích Ca không phải suy luận ra tánh không, mà chứng nghiệm và vận dụng được nó. Tánh không đó còn được gọi là tâm. Bồ Tát Long Thọ đã diễn tả nó bằng câu: tâm như hư không vô sở hữu, tâm giống như hư không không có thật, nhưng lại có vô lượng vô biên diệu dụng. Một câu hỏi do anh Thanh nêu ra mà các nhà khoa học ngày nay không ai dám trả lời. Đó là: nếu không có ai nhìn mặt trăng thì mặt trăng có tồn tại hay không? Bởi vì nếu nói có thì trái với lý thuyết lượng tử, trái với đạo Phật. Đạo Phật nói tánh không, vạn pháp đều do tâm tạo. Còn nếu nói không thì trái với thường nghiệm, vì chúng ta đều nghĩ rằng trước khi loài người xuất hiện thì mặt trăng cũng đã có. Hai đại biểu của chúng ta đều tránh né trả lời câu hỏi này, bởi vì họ chưa được xem biểu diễn đặc dị công năng, hoặc không tin. Hãy xem Trương Bảo Thắng. Tại Trung Quốc, gần như ai cũng biết câu chuyện về đạo sĩ Lao Sơn. Chuyện kể một người kia đến Lao Sơn gặp đạo sĩ tại đó học đạo pháp. Anh mấy lần thỉnh cầu đạo sĩ dạy cho thuật đi xuyên tường. Anh ta trở về nhà nói với vợ: tôi có thể niệm chú xuyên tường, dùng phương pháp này ăn trộm tiền đồ vật, không lo thiếu tiền xài. Nói xong anh muốn trước mặt vợ biểu diễn một phen. Không ngờ lời chú không linh, đụng đầu vào tường thì đầu vỡ máu chảy. Không ai tin câu chuyện thần thoại này là thật. Trong đời sống hiện thực cũng chẳng có khả năng đi xuyên tường qua vách. Thế nhưng công năng của Trương Bảo Thắng xác thực cho người ta thấy rằng một sự kiện giống như Lao Sơn đạo sĩ, một vấn đề không thể hiểu nổi. Trương Bảo Thắng lúc chuẩn bị lễ kết hôn dọn đến chỗ ở mới. Cô giáo Lưu Huệ Nghi của Học viện Sư phạm Bắc Kinh đến chỗ ở mới của anh để chúc mừng. Cô Lưu còn cách nhà anh khoảng hơn 10 mét, đứng lại nói chuyện với người khác. Bảo Thắng đứng trong nhà anh, gọi tên cô Lưu, mời cô vào nhà. Cô còn đứng ngoài cửa qua cửa kiếng, thấy Bảo Thắng đứng trong nhà nói chuyện. Bảo Thắng dùng tay chỉ cánh cửa nói to: cửa này khóa rồi, tôi đứng bên trong mở không được, xin cô dùng chìa khóa từ bên ngoài mở cửa. Nói rồi, anh cầm chìa khóa từ trong cửa sổ đưa qua song sắt cho cô giáo, sau đó trở lại cửa cái. Anh đứng bên trong cửa, cô giáo đứng bên ngoài cửa, hai người vừa nói chuyện. Cô Lưu vừa lựa chìa khóa để mở cửa. Không biết vì sao cô Lưu không mở được khóa.
vài phút đã trôi qua, cô ấy còn chuyên tâm dùng chìa khóa cố mở. Sau một tràng tiếng cười, nghe bộp một tiếng, một bàn tay vỗ vào lưng cô Lưu. Cô phản ứng. Trương Bảo Thắng gạt tôi hả? Trương Bảo Thắng lại đi xuyên tường rồi. Cô quay người lại đánh Bảo Thắng, nhanh quay người chạy đi. Hai người vừa đánh vừa cười vừa chạy. Đến chỗ có mấy người khác, Bảo Thắng đến núp sau lưng một người. Đợi cô Lưu giải thích sự việc với mấy người kia xong, một người nọ nắm tay Bảo Thắng lôi đến trước cửa nhà anh, yêu cầu anh nói rõ việc gì vừa xảy ra. Anh làm sao ra ngoài được? Tôi vừa từ góc tường bên kia ra ngoài. Anh dùng tay phải chỉ góc tường bên phải cô Lưu và mọi người kiểm tra căn phòng mới. Ngoài chiếc cửa cái duy nhất, không còn cửa nào khác. Vài chiếc cửa sổ đều có song sắt, người bình thường không thể chen ra được. Cửa cái duy nhất thì đã khóa. Chìa khóa nằm trong tay cô Lưu, đang đứng phía ngoài dùng chìa mở cửa mà mở chưa được. Từ đó về sau, có người từng nhiều lần hỏi Trương Bảo Thắng về công năng xuyên tường, trạng huống đó như thế nào. Anh thừa nhận, tại Thẩm Dương anh từng vào kho chứa vàng, tại Bắc Kinh anh từng đi xuống cung điện dưới đất và miêu tả tình huống anh thấy những gì. Hồ giáo sáng sủa nhưng cũng có vẻ âm u, châu báu lấp lánh, hòm dương hoàn hảo, thi hài xương cốt nguyên vẹn, các bức tượng mỗi mối khác nhau. Người ta phát hiện công năng này của Bảo Thắng ngày càng mạnh. Chính anh cũng nỗ lực khai phá loại công năng này. Anh nghĩ, sẽ có một ngày tôi dẫn các vị cùng nhau xuống cung điện dưới đất xem một cái. Chắc là hay. Xác thực năm 1982, lúc anh còn ở Trung y Học viện Liêu Ninh, thầy giáo Vương Phẩm Sơn và đồng nghiệp từng phát hiện anh có công năng dùng ý niệm di chuyển vật, đặc biệt là cách tường di chuyển cả một bao đường trắng ra ngoài. Các giáo viên đã đến kho kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả cửa kho khóa, cửa sổ đã đóng chết. Trong kho, đường trắng bị các bao lớn đường vàng đè lên trên. Nếu xét thể lực của Trương Bảo Thắng lúc đó, anh không có đủ sức để rời các bao đường vàng đi để lấy được bao đường trắng. Bất luận phân tích thế nào, người ta vẫn còn hoài nghi không biết anh có thực sự có bản lĩnh của Lao Sơn đạo sĩ không. Do đó Vương Phẩm Sơn và các giáo viên tổ chức một hoạt động. Họ nói với Trương Bảo Thắng: anh có thể nào đi vào đại lễ đường mà không bị người ta phát hiện không? Thử một cái. Trương Bảo Thắng cười đáp lại. Hoạt động bắt đầu. Có người dẫn Bảo Thắng ra xa khỏi đại lễ đường. Sau đó các giáo viên bố trí sinh viên đứng quan sát ở tất cả cửa ra vào và cửa sổ của đại lễ đường, kể cả các cửa sổ, cửa nhỏ bên hông. Tất cả bố trí xong, thầy trò đều mở to mắt nhìn, đề phòng Bảo Thắng giở trò ảo thuật. Vài phút trôi qua, rồi mười mấy phút trôi qua, lúc mọi người đều hướng về lễ đường tìm kiếm, Trương Bảo Thắng đã ở bên trong lễ đường kêu to: tôi ở đây này! Tức thì mọi người chạy ùa vào lễ đường. Sau sự kiện đó mọi người truyền nhau. Có người nói Trương Bảo Thắng có thuật ẩn thân. Có người nói anh có khả năng xuyên tường tẩu bích. Bảo Thắng trả lời rất đơn giản. Trái với thông thường, các ông không thể ngăn trở tôi được. Chính vì tánh không của vật chất, tức bức tường và thân thể của Trương Bảo Thắng, nên anh có thể đi dễ dàng xuyên qua tường. Vậy tại sao người bình thường không thể đi xuyên qua tường? Vì người thường không điều khiển được a lại ra thức của họ. Nói trắng ra là tâm họ cố chấp cho rằng bức tường là có thật, thân thể là có thật, niềm tin đó ăn sâu tới tiềm thức hay a lại ra thức. Chính thói quen mê lầm đó cản trở họ. Còn diễn giải theo khoa học thì chính tâm cố chấp của họ tạo ra hiện tượng giam hãm. Ba hạt quark bị giam hãm trong cấu trúc của hạt proton và hạt neutron. Nếu giải trừ được thói quen cố chấp này trong a lại ra thức, tức chấp pháp, và mạt na thức, tức chấp ngã, thì hiện tượng giam hãm không còn.
tường và thân thể thành không nên không trở ngại nhau. Sau khi xuyên tường thì tâm trở lại với thói quen thông thường, tường và thân thể hiện trở lại như cũ. Như vậy chúng ta có thể trả lời câu hỏi của anh Tanh: mặt trăng tồn tại khi A lại ra thức chấp có và không hiện hữu khi tâm thức hoàn toàn không chấp. Chỉ có Đức Phật và các đại Bồ Tát mới phá được thói quen chấp thật đó. Trương Bảo Thắng, Hầu Ý Quý và Nghiêm Tân nên được xem là hiện thân của các vị Bồ Tát xuất hiện tại nước Trung Hoa Cộng sản để sửa đổi thói quen duy vật của giới lãnh đạo nước này, khiến họ chịu tiến hành cuộc cải cách mở cửa vĩ đại bắt đầu từ năm 1979 cho đến nay. Như vậy, tánh không hoàn toàn có cơ sở lý luận, khoa học và thực nghiệm. Đó là điểm thứ nhất cần phải chốt lại. Tánh không có những hệ quả quan trọng cần phải chốt thêm. Đó là: thứ hai, không có không gian, hay nói cách khác, khoảng cách không gian không có thật. Thứ ba, không có thời gian, hay nói cách khác, thời gian không có thật. Thứ tư, không có số lượng, hay nói cách khác, số lượng không có thật. Thuyết tương đối hẹp của anh Tanh nói rằng không gian và thời gian gắn liền với nhau thành thời không bốn chiều và có tính tương đối, tức có thể co giãn. Không gian có thể bị cong nơi vật chất tập trung nhiều, như là mặt trời chẳng hạn. Vào năm 1919, thuyết tương đối tổng quát của anh Tanh đã trở nên hoàn thiện và ông đã sửa chữa được sai lầm tính toán của ông trước đây về độ lệch của tia sáng khi nó đi ngang qua mặt trời. Việc sửa chữa này xảy ra ngày 18 tháng 11 năm 1915, khi anh Tanh thông báo độ cong dự kiến của tia sáng đúng lúc nó lướt qua rìa mép của mặt trời bằng 1,75 giây. Tháng 3 năm 1917, quan chức đại diện thiên văn hoàng gia lúc đó là ngài Frank Dyson thông báo với các nhà khoa học rằng vào ngày 29 tháng 5 năm 1919 sẽ có một cuộc nhật thực toàn phần. Đợt nhật thực này không thể quan sát được tại châu Âu, nhưng có thể quan sát trong một khu vực trên Đại Tây Dương, bao gồm một vùng ở Brazil, đồng thời trên một hòn đảo nhỏ Príncipe thuộc vùng nhiệt đới gần bờ biển Tây Phi. Dyson nhận xét rằng kỳ nhật thực lần này có thể đặc biệt thuận lợi để kiểm tra hiện tượng cong khả dĩ của ánh sáng của các ngôi sao bên rìa mép của mặt trời lúc bị che khuất, bởi vì sẽ có những chòm sao xuất hiện như thí nghiệm mong muốn. Hai địa điểm được các nhà thiên văn thấy có nhiều hứa hẹn nhất là Sobral, trong một phần hoang vắng của tiểu bang Ceará trong vùng Amazon ở bắc Brazil, và bên kia đại dương là hòn đảo Príncipe. Mỗi địa điểm sẽ có một nhóm các nhà thiên văn của một đài quan sát. Brazil là nơi đến của nhóm thuộc đài quan sát Greenwich do Cromelin dẫn đầu, và Príncipe thuộc trách nhiệm của nhóm thuộc đài quan sát Cambridge. Nhóm này do Arthur Eddington lãnh đạo. Kết quả thật kinh ngạc. Khảo sát tại Príncipe, một sự xê dịch vị trí trung bình là 1,6 giây, cộng hoặc trừ sai số 0,3 giây. Với kiểm tra thống kê, những kết quả này cực kỳ phù hợp với dự đoán của thuyết tương đối tổng quát của anh Tanh, với độ xê dịch là 1,75 giây. Kết quả tính toán của nhóm Sobral cho thấy một độ xê dịch trung bình là 1,98 giây và sai số tiêu chuẩn là 0,12 giây. Theo đánh giá thống kê, những kết quả này cũng xác nhận dự đoán của anh Tanh. Kết quả trên khiến thuyết tương đối của anh Tanh nổi danh như cồn. Anh Tanh phân vân không biết chắc thời gian có thật hay không, nhưng đoán chắc không gian và số lượng là có thật. Ông xác định tốc độ ánh sáng là cao nhất trong thế giới vật chất trong không gian. Nó vào khoảng 300.000 km trên giây, là hằng số và không tùy thuộc vận tốc ban đầu. Và ông đưa ra công thức rất đơn giản nhưng rất nổi tiếng về quan hệ giữa vật chất và năng lượng. E năng lượng bằng M khối lượng nhân với C bình phương, tức là bình phương vận tốc ánh sáng.
Sự chế tạo được bom nguyên tử càng khiến Einstein nổi tiếng hơn vì nó xác nhận công thức của ông. Thế nhưng niềm tin của Einstein cho rằng không gian và số lượng là có thật là trái với thánh không của Phật giáo. Niềm tin đó của Einstein bị sốc nặng trong hiện tượng rối lượng tử. Ông không hiểu vì sao hai photon lại liên kết vướng víu với nhau ở khoảng cách xa. Ông thật sự bối rối và nói rằng đó là tác động ma quái từ xa. Ở đây có một vấn đề quan trọng cần phải chốt lại. Đó là sai lầm của Einstein cũng như của đại đa số các khoa học khi cho rằng không gian và số lượng là có thật. Hiện tượng rối lượng tử là thực nghiệm chứng tỏ khoảng cách không gian và số lượng chỉ là ảo tưởng chứ không phải thật. Đây là chỗ mà tôi cho rằng cuộc đối thoại giữa Phật giáo và khoa học nói trên chưa đạt được tầm cao mong muốn. Họ không luận kỹ về tánh không của Phật giáo, cũng không dám đưa ra kết luận của Phật giáo nói rằng không gian, thời gian và số lượng đều không có thật. Vì không gian không có thật nên khoảng cách giữa hai photon trong thí nghiệm của Nicolas Ghisin năm 2008, 18 km, là không có thật. Hai photon cũng không phải là hai, cũng không phải là một. Phật giáo gọi là bất nhị, nghĩa là số lượng không có thật. Những kinh nghiệm sau này càng chứng tỏ số lượng không có thật. Không phải chỉ có hai photon ở trạng thái vướng víu, mà hàng trăm ngàn. Maria Chekhova và các đồng sự tại Viện Khoa học Ánh sáng Max Planck và Đại học Moscow vừa tạo ra những trạng thái lượng tử chưa tới 100.000 photon, và tất cả chúng đều bị vướng víu với nhau. Họ tạo những xung ánh sáng trong một trạng thái chân không nén, và đội nghiên cứu tìm thấy sự vướng víu trở nên mạnh hơn khi số lượng photon có trong xung tăng lên. Như vậy có thể nói trong điều kiện lượng tử 1 bằng 100.000, nhưng đó chưa phải là giới hạn. Không có giới hạn nào. 1 có thể bằng vô cực. Điều này càng cho thấy rõ toán học chỉ là tùy tiện, chủ quan. Số lượng chỉ là ảo. Nhà khoa học Trương Văn Tân trong bài báo đăng trên VietScience ngày 11 tháng 3 năm 2006, nhan đề Cảm tưởng về quyển The Quantum and the Lotus, xuất bản tại Mỹ năm 2001. Cô đưa ra nhận xét như sau. Trong thế giới vĩ mô, nguyên lý bất định Heisenberg mất ý nghĩa. Khác với những vật cực nhỏ mà vị trí của nó dựa vào tính xác suất ở nhiều nơi, A, B, C, v.v. khác nhau. Một vật to như cái bàn, không thể lúc thì ở trong phòng, lúc thì tự động nhảy vào nhà bếp hoặc rong chơi ngoài sân. Cái bàn trong phòng học sẽ mãi mãi ở đúng vị trí của nó, trừ khi ta phải xây dịch. Như vậy, trong thế giới vật lý vĩ mô khác vi mô. Điều mà ông Trương Văn Tân không ngờ là cái bàn cũng hành xử giống như photon trong nhân thể đặc dị công năng. Hạt photon dễ dàng bị ý thức của người quan sát làm thay đổi vị trí. Vì hạt photon không có khối lượng, nó không có quán tính hay sức ý. Trong khi cái bàn có khối lượng, có quán tính khá lớn, nên ý thức của người bình thường khó làm cho nó di động. Nhưng nếu nói ý thức hay tâm niệm hoàn toàn không thể làm cho nó di chuyển là không đúng. Ý thức không đủ sức mạnh nhưng tiềm thức hay là lại gia thức thì có thể làm được đối với người làm chủ được nó. Hãy xem lại biểu diễn của Hầu Ý Quý đã di chuyển cái bàn của ông Lý Gia Thành từ nhà bếp tới phòng làm việc. Nếu không tận mắt chứng kiến công phu thần kỳ của Hầu Ý Quý, ông Lý Gia Thành không có lý do gì để tặng ông 100 vạn, tức 1 triệu nhân dân tệ, và còn khoác tay chụp hình một cách rất thân mật. Không công nhận biểu diễn của Hầu Ý Quý hay cho rằng đó chỉ là chuyện bịa, là thái độ thiếu trách nhiệm đối với khoa học. Nhà khoa học chân chính không được phép bỏ qua hiện tượng này. Hầu Ý Quý đích thực là đã dùng ý niệm để di chuyển cái bàn bọc vàng từ nhà ông Lý Gia Thành đến văn phòng làm việc của ông. Ai nghi ngờ thì cứ đến hỏi ông Lý Gia Thành. Các vật thể trong thế giới đời thường cũng hành xử giống y như lượng tử, nhưng đòi hỏi tâm lực mạnh hơn nhiều. Ông Trương Văn Tân cũng nhận xét, vũ trụ có một khởi thủy ban đầu hay không,
có cần đến một đấng sáng tạo hay không? Là đề tài của chương 2 và chương 3. Vụ nổ lớn nguyên thủy Big Bang gần 15 tỷ năm trước là nguồn gốc phát sinh ra vũ trụ bao gồm vật chất, thời gian và không gian. Cơ học lượng tử đã chứng minh sự không cần thiết của một đấng sáng tạo. Với một kết luận tương tự, luật nhân quả và duyên sinh không chấp nhận một khởi điểm nguyên thủy với khái niệm nổ đùng một cái, vạn vật đều hiện hữu từ cái không có. Trang 27. Vạn vật xảy ra vì một nguyên nhân và sự tương thuộc. Theo luật nhân quả và duyên sinh, Big Bang chỉ là một giai đoạn của một chuỗi sự kiện vô thủy vô chung. Theo tác giả Trịnh Xuân Thuận, cơ học lượng tử chỉ cho ta biết vũ trụ ở thời điểm 10 lũy thừa trừ 43 giây sau Big Bang, rất gần thời điểm zero, nhưng chưa phải là zero. Lúc đó vũ trụ chỉ là một điểm cực nhỏ, có kích thước cỡ 10 lũy thừa trừ 33 cm. Hai con số này là thời gian và chiều dài Planck, và cũng là giới hạn đo lường của vật lý hiện đại. Chưa ai có thể phỏng đoán được sự kiện gì đã xảy ra trước thời điểm zero của Big Bang. Khoa học không suy diễn mông lung những sự kiện chưa có thể kiểm chứng được. Ở đây có 3 vấn đề cần phải chốt lại. 1. Vũ trụ có bắt đầu không? 2. Có một đấng sáng tạo ra vũ trụ vạn vật hay không? 3. Số lượng vật chất, không gian và thời gian là thật hay ảo? Câu trả lời của khoa học là vũ trụ có bắt đầu. Về không gian, nó bắt đầu ở kích thước Planck 10 lũy thừa trừ 33 cm. Về thời gian, nó bắt đầu ở thời điểm 10 lũy thừa trừ 43 giây. Kích thước nhỏ hơn bức tường Planck chỉ là con số toán học vô nghĩa vì không có thực thể vật lý nào tương ứng với con số đó. Thời gian trước bức tường Planck là cái mà khoa học không thể biết, không thể quan niệm. Khoa học cho rằng không có đấng sáng tạo. Vật chất, không gian, thời gian tự diễn biến theo quy luật để trở thành như chúng ta thấy ngày nay. Khoa học cho rằng số lượng vật chất, không gian và thời gian đều có thật. Câu trả lời của Phật giáo thì khác. Người sáng lập Phật giáo là Thích Ca có thần thông siêu việt nên cái thấy không thể nghĩ bàn hay nói năng gì được. Cuộc đời của Đức Phật lịch sử chỉ là trình hiện cho người đời thấy, chứ không phải toàn bộ sự thật. Theo kinh điển, lúc vừa chào đời, Thích Ca đã đứng dậy, đi 7 bước và tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Câu nói đó không phải tự cao tự đại hay chấp ngã nặng nề. Ngã tức ta, tức là tâm, nguồn gốc của vũ trụ vạn vật. Tất cả chúng sinh đều chung một tâm ấy. Vũ trụ vạn vật hay nói chính xác là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều là biểu hiện của tâm, chỉ là ảo, không phải thật. Thích Ca không phải chỉ mới thành đạo cách nay hơn 2.500 năm, mà đã thành đạo từ vô lượng kiếp. Kinh Pháp Hoa nói rõ như thế. Chúng sinh trong đó có con người chúng ta, đều là Phật đã thành sẵn, chứ không phải sẽ thành, vì thời gian không có thật. Khả năng của mỗi người chúng ta đều không hề thua kém chút xíu nào so với Thích Ca, bởi vì tất cả đều chung một tâm. Cuộc đối thoại giữa Phật giáo và khoa học có đề cập đến tính tương thuộc, tương quan giữa vạn hữu, nhưng không dám kết luận rằng chúng ta chính là đấng sáng tạo toàn năng, chứ không phải ai khác. Tại sao ta có toàn năng? Vì vũ trụ chỉ là ảo, là tưởng tượng chứ không phải thật. Kinh điển nói đó là thế lưu bố tưởng. Vì vũ trụ là ảo nên không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, vì không có thật. Chính vì lẽ đó, trong Bát Nhã Tâm Kinh nói rất rõ, không có sinh lão bệnh tử, không có khổ tập diệt đạo, không có gì là thật cả. Người kiến tánh giác ngộ là ngộ được sự thật của tánh không, vô tu, vô chứng, vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở uy. Trong giới khoa học, chỉ có một số ít khoa học gia can đảm dám nhìn nhận sự thật, như là Niels Bohr, Heisenberg, von Neumann, Erwin Wigner, David Bohm, Craig Hawkins, v.v.
Họ gần như đồng tình với Phật giáo, cho rằng vật chất là do tâm tạo, vũ trụ là ảo, vũ trụ là số. Còn một số đông khác, trong đó có anh Tanh, vẫn cố bám víu vào thế giới khách quan duy vật. Phật giáo không nói tới một đấng sáng tạo hữu ngã, nhưng có nói vạn pháp duy tâm và chúng sinh đều chung một tâm ấy. Như vậy rõ ràng mỗi người chúng ta chính là đấng sáng tạo toàn năng. Phật giáo cũng có nói tới chánh biến tri, là cái biết của tâm bất nhị, tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh tri giác, do tiếp xúc, tánh tư duy đều có sẵn trong tâm bất nhị. Những tánh đó đủ để sáng tạo ra những điều thần kỳ là vũ trụ vạn vật với 15 hằng số, vũ trụ kỳ diệu rất hài hòa, rất chính xác mà Trịnh Xuân Thuận đã nêu ra. Với những tánh đó là những sót quyết nằm trong A Lại Gia Thức, mà khi vận dụng thì sản sinh ra những điều kỳ diệu trong thế giới đời thường mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Để thấy được sự kỳ diệu đó, không gì hay hơn là xem biểu diễn đặc dị công năng. Nếu không xem biểu diễn đặc dị công năng thì không thể hiểu chánh biến tri là gì, và cũng không thể hiểu tại sao chánh biến tri lại có thể tạo ra vũ trụ một cách kỳ diệu như vậy. Một điểm quan trọng nữa mà tôi thấy cần chốt lại, đó là tính bất định của vạn hữu. Bất định là không thể khẳng định của từng cặp phạm trù mâu thuẫn. Khẳng định chỉ là gán cái kiến văn giác tri của mình cho đối tượng, chứ bản thân đối tượng thì không thể khẳng định. Chẳng hạn ta nói vũ trụ là có thật hay vũ trụ chỉ là ảo đều không hoàn toàn đúng. Trong Phật giáo có bốn mệnh đề gọi là tứ liệu giản, do Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền sống vào đời Đường ở Trung Quốc nêu ra. Nguyên văn như sau, được ghi trong Trấn Châu Lâm Tế Huệ Chiếu Thiền sư Ngữ Lục. Đoạt nhân bất đoạt cảnh, đoạt cảnh bất đoạt nhân, nhân cảnh lưỡng cầu đoạt, nhân cảnh cầu bất đoạt. Tức là bỏ người không bỏ cảnh, bỏ cảnh không bỏ người, người cảnh bỏ cả hai, người cảnh đều không bỏ. Mệnh đề thứ nhất là lời dạy dành cho người chấp ngã. Ý nói thế giới là có thật chỉ có cái ta, là không thật nên bỏ. Mệnh đề thứ hai là lời dạy dành cho người đã phá được chấp ngã nhưng còn chấp pháp, cho rằng thế giới là có thật. Ý của lời dạy là thế giới không có thật nên bỏ. Mệnh đề thứ ba dạy rằng cái ta và thế giới đều không thật nên bỏ cả hai. Mệnh đề thứ tư dành cho người không còn chấp thật nhưng lại chấp không. Chấp không cũng sai. Thật ra không có cái gì phải bỏ. Hay như Kinh Kim Cang nói, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Không có chỗ trụ thì xuất hiện cái tâm ấy. Không có chỗ trụ là không định xứ, là bản chất của lượng tử. Đó cũng là nguyên lý bất định của Heisenberg. Dù là lượng tử hay một vật thể lớn, không có gì vật đứng yên một chỗ và chỉ là ảo. Ta ngồi thể định trong phòng tối, đối với người cùng hệ quy chiếu thì ta ngồi yên bất động. Nhưng đối với hệ quy chiếu khác, ta chuyển động hỗn loạn do trái đất vừa xoay tròn vừa di chuyển trên quỹ đạo quanh mặt trời. Rồi cả thái dương hệ đều di chuyển trong ngân hà, và cả ngân hà di chuyển trong vũ trụ. Nhưng trong cuộc sống đời thường của chúng ta thì rõ ràng có định xứ. Ta đang ở trong ngôi nhà nào, đường gì, thành phố gì, nước gì, châu lục gì, đều có xác định rõ ràng. Như vậy định xứ hay không định xứ cũng là một, không hề mâu thuẫn. Ta đưa một bài viết lên mạng Internet, chỗ chứa nó là có định xứ, chỗ nó sẽ xuất hiện thì vừa định xứ vừa không định xứ. Nó có khả năng xuất hiện bất cứ nơi đâu có mạng Internet. Như thế không định xứ, nhưng khi nó xuất hiện cụ thể tại một nơi nào đó thì có định xứ. Phật giáo nói cuộc đời là huyễn ảo vì vũ trụ vạn vật có tính chất ảo hóa, bản chất là không. Nhưng tất cả mọi người, kể cả Phật tử, đều thấy cuộc đời là có thật. Nhà cửa, xe cộ, đường xá, bến cảng đều là thật. Thân tứ đại của ta cũng là thật. Như vậy, đâu là sự thật? Chân lý là bất định,
không thể khẳng định. Anh Thanh nói vận tốc cao nhất của vật chất là 300.000 km trên giây. Biểu diễn đặc dị công năng chứng tỏ khẳng định của anh Thanh không hoàn toàn đúng. Hãy xem biểu diễn của Hầu Hí Quý. Hôm đó Tham Mưu Lưu và ông Lưu trưởng nhà nghỉ và người quản lý. Ông Cao nói rằng họ đến Trường An làm chút việc, mời Hầu Hí Quý cùng đi một thể. Lái xe muốn xử lý công việc, Hầu Hí Quý và mọi người bèn đứng trước tòa lầu đợi. Khi nào lái xe đến thì đi. Đợi mãi khá lâu, Hầu Hí Quý không chịu được. Ông rung rung cái túi sách bằng giả da nhân tạo màu đen đang cầm, hỏi Tham Mưu Lưu: "Các ông nhìn xem trong này có tiền không?" Cố ý cầm cái túi lắc qua lắc lại: "Tiền à, không có." Tham Mưu Lưu đánh giá Hầu Hí Quý đang định khai mở cái gì nên trả lời đại: "Đúng là không có." Hầu Hí Quý mở dây kéo trong đó trống không: "Không có tiền đúng không?" Ông lại lấy cái túi vạch tận đáy để cho mọi người đều thấy qua. Sau đó đóng dây kéo lại, túi sách bỗng nhiên cộm lên. "Có hay không? Ai nói đi." Hầu Hí Quý cười ha ha lên, hai tay cầm túi sách. Tham Mưu Lưu muốn giật túi sách để coi rốt cuộc là cái gì. Hầu Hí Quý lùi lại chạy. Tham Mưu Lưu vốn xuất thân là quân nhân, chạy rất nhanh. Thấy vậy đuổi theo, ông ta đưa tay định đoạt túi sách. Bỗng nhiên Hầu Hí Quý trong chớp mắt biến mất. Tham Mưu Lưu kinh ngạc, mọi người đều nhìn quanh bốn bề để tìm người, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. "Ui, tại đây, tôi ở đây nè." Bỗng nhiên từ trên không truyền lại tiếng của Hầu Hí Quý. Mọi người theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy Hầu Hí Quý đang đứng tại ban công lầu 3, nhìn họ mà cười, tay cầm túi sách giơ lên. "Lưu Tham Mưu, lại đây xem nha." Lưu Tham Mưu không làm sao được, chỉ lắc đầu. Vẻ kinh hoàng tăng lên cùng cực. "Thôi được, để tôi xuống." Hầu Hí Quý nói xong, lại nhanh như điện chớp biến mất khỏi ban công. Mấy người ở dưới cả sợ, vội nhìn tứ phía tìm ông. "Không phải tôi đang ở đây sao?" Mấy người quay đầu lại, Hầu Hí Quý đang cười sảng sặc đứng sau lưng họ, giống như chẳng có việc gì xảy ra. Tham Lưu Mưu, trưởng nhà khách Lưu và quản lý Cao bỗng nhiên phát sinh nghi sợ. Phải chăng Hầu Hí Quý đang đứng trước mặt họ, có thể phi tiềm tẩu bích, bay lên mái nhà, đi trên vách tường và còn có thuật ẩn thân? Hầu Hí Quý trong chớp mắt, thực tế là không mất chút thời gian nào, từ dưới đường nhảy lên ban công lầu 3 của tòa lầu. Nói nhảy cũng không đúng, thực tế là biến mất từ vị trí dưới đường và xuất hiện tại ban công lầu 3 bằng vận tốc của ý niệm, không tùy thuộc khoảng cách không gian. Thực vậy, Hầu Hí Quý có khả năng dùng tâm niệm để di chuyển một khối lượng xăng từ Bắc Kinh đến Hồ Mật Vân, cách xa 50 km một cách tức thời, không mất chút thời gian nào, giống hệt như trường hợp hai phô tông ở trạng thái vương víu. Đặc dị công năng chứng tỏ một cách rõ ràng sự sụp đổ của các định luật vật lý, tường vách cũng không còn ngăn cản được. Đó là một ngày tháng 12 năm 1986, chuyện xảy ra tại nhà hàng của Hầu Hí Quý ở Bảo Tháp Sơn, tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Trong số cử tòa có một nhân viên ngân hàng đã thấy hết tất cả, cảm thấy công năng đặc dị quá thần diệu, bỗng nảy sinh một chủ ý. "Hầu thần tiên à, kho vàng của ngân hàng chúng tôi toàn là tiền, ông có thể biến lấy về, thế mới hay. Nhưng mà chỗ đó tường xi măng dày cả xích, khoảng 3 tấc tây, phải qua vài cái cửa, có vài ổ khóa, chỉ sợ không dễ dàng." "Anh không tiếc mạng hả? Tiền trong kho vàng biến lấy ra được hay sao? Tôi cho rằng nếu có lấy được cũng có vấn đề." Hầu Hí Quý trừng mắt nhướng mày, xua xua bàn tay to lớn. "Nhưng mọi người đâu có khẳng định như vậy.
Đó vừa là việc không thể làm được, nhưng họ lại vừa phát sinh ý muốn thấy Hầu Ý Quý hiển lộ công phu. Bọn họ nhiều miệng cùng lời. Mọi người ở đây làm chứng, biến lấy ra rồi biến trả về chỗ cũ, không động chạm tiền của quốc gia. Hầu Ý Quý đừng quá lo lắng. Nếu cương quyết muốn tôi biến. Hầu Ý Quý trầm tư một chút, bắt đầu đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói. Vậy thì vào trong phòng biến. Mọi người cùng nhau theo ông vào trong phòng. Chỉ thấy Hầu Ý Quý kéo chiếc khăn trải gối trên giường, đưa hai bàn tay vào bên dưới chiếc khăn, ngưng thần trong chốc lát. Phía dưới khăn trải gối bỗng phát ra tiếng sột soạt. Hầu Ý Quý dỡ chiếc khăn trải gối lên, để lộ ra một khối tiền nhân dân tệ, mỗi sấp là 100 tờ, mệnh giá 10 nguyên, cộng chung là 1 vạn nguyên. Mọi người quá đỗi kinh ngạc, vì đây không phải là vấn đề nhỏ. Người nhân viên công tác tại ngân hàng hoảng quá, tay chân lập cập, luôn miệng nói: "Phi thường, thật là phi thường." Hầu Ý Quý thấy mọi người hoảng loạn như thế, tăng hắng trong cổ họng, nghiêm túc nhận thức rằng đây là tiền của quốc gia, không thể để lâu, tôi phải đưa trở về. Nói xong, ông tự mình xếp tiền thành một chồng, mang ra ngoài bậc thềm, sau đó đứng thẳng người, miệng niệm chú, kế đó hét lên một tiếng: "Đi." Đống tiền nhân dân tệ trong sát na bỗng biến mất. Tiền để trong kho bạc ngân hàng, tường dày chắc chắn, nhiều lớp cửa, nhiều ổ khóa. Nhưng Hầu Ý Quý không cần đi đến ngân hàng, cũng không cần mở cửa mà vẫn có thể di chuyển hàng đống tiền từ trong kho bạc nhà nước về nhà mình để biểu diễn cho mọi người. Rồi di chuyển trả về chỗ cũ chỉ bằng tâm niệm. Điều đó chứng tỏ tiền cũng chỉ là vật ảo. Tưởng kho bạc cũng chỉ là vật ảo. Tiền cũng giống như vô tông, có tính bất định xứ, có thể di chuyển theo ý niệm của Hầu Ý Quý. Cơ học lượng tử dường như đặt dấu chấm hết cho sự phân biệt giữa thực tế và thần thoại. Nhưng chỉ về mặt lý luận. Còn nhân thể đặc dị công năng là thực nghiệm chứng tỏ lý luận của cơ học lượng tử chẳng những đúng với vật thể vi mô lượng tử mà cũng không sai đối với vật thể vi mô. Nhưng cần phải có người có đặc dị công năng mới làm được. Sau khi chốt lại cuộc đối thoại giữa Phật giáo và khoa học, chúng ta sẽ thấy một tầm cao mới của Phật giáo và khoa học thể hiện như sau. Kết luận: tâm là chánh biến chi của những tính chất không thể nghĩ bàn. Ví dụ khoa học và tất cả mọi người duy lý đều cho rằng thấy là do con mắt và ánh sáng. Nếu thiếu các điều kiện đó thì không thể thấy. Trong phòng tối hoàn toàn không có ánh sáng thì dù có mắt cũng không thể thấy. Còn với người mù thì dù có ánh sáng nhưng mắt đã hư cũng không thể thấy. Nhưng đặc dị công năng đã bác bỏ hoàn toàn nhận định đó. Em bé Đường Vũ xuất hiện năm 1979 tại huyện Đại Túc, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã làm kinh ngạc giới khoa học. Em thấy chữ bằng lỗ tai nên không liên quan gì đến ánh sáng và con mắt. Trương Bảo Thắng thấy chữ bằng lỗ mũi nên cũng tương tự như vậy. Một em bé khác thấy chữ bằng nách. Như vậy rõ ràng quy luật của khoa học cho rằng sự thấy cần hai điều kiện là ánh sáng và con mắt chỉ là chủ quan, tùy tiện, chứ không phải là chân lý. Một sự kiện khác cũng đặt nghi vấn rất lớn đối với khoa học. Sư Huệ Năng 638-713, tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc, vào năm Nghi Phụng Nguyên Niên tức năm 676, đời Đường Cao Tông, đã đến chùa Pháp Tánh, nay là chùa Quang Hiếu, gặp hai ông tăng đang tranh luận không dứt về việc gió động hay phướn động. Ngài nói rằng chẳng phải gió động, chẳng phải phướn động, tâm của các ông tự động. Bất thị phong động, bất thị phàn động, nhân giả tâm động. Giải thích của khoa học cho rằng sự chênh lệch nhiệt độ của không khí tạo ra gió và gió làm lay động lá phướn. Điều đó rất hiển nhiên và rất hợp lý. Nhưng Huệ Năng nói là không đúng. Cái thấy của Huệ Năng là thế nào? Gió làm lay động lá phướn
chỉ là cái thấy thô thiển bề ngoài. Cũng như là khoa học cho rằng sự thấy là nhờ ánh sáng vào con mắt. Bản chất của gió hay của không khí là gì? Bản chất của lá phướn là gì? Chỉ đến thế kỷ 20, khi khoa học nghiên cứu đến chỗ tận cùng của vật chất mới biết rằng vật chất không có thật. Một số khoa học gia như Niels Bohr, von Neumann, Eugen Wigner nói hơi tuẹt là vật chất do ý thức tạo ra. Còn một số đông khác, trong đó có Einstein thì không dám nói như thế. Họ nói tránh đi. Về sau họ lập ra một ngành khoa học gọi là cơ học lượng tử tương quan, giải thích rằng vật chất hay mọi hiện tượng khác là mối tương quan giữa hai loại cấu trúc. Các cấu trúc đó làm bằng vật liệu gì thì không biết rõ lắm, nhưng vẫn có cấu trúc rõ ràng. Cấu trúc thứ nhất là sinh vật với các giác quan, trong đó nổi bật là con người với bộ não. Loại cấu trúc thứ hai là các thứ vật chất vô tri khác làm đối tượng cho nhận thức. Mối tương quan giữa hai loại cấu trúc đó chính là nhận thức, là cảm giác, thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc, ý thức, là lý, là học, là quy luật, là tư tưởng, là tình cảm, vân vân. Nói chung là cuộc sống. Trung quy giải thích đó chẳng khác gì lục căn, lục trần, lục thức bằng 18 giới của Phật giáo. 18 giới chính là tâm thức, hay nói gọn là tâm. Duy thức học còn bổ sung hai thức khác nữa là mạt na thức và a lại gia thức. Vậy tâm, tức 20 giới, chính là nguồn gốc của mọi hiện tượng vật lý và tâm lý trong vũ trụ. Gió, phướn, thiên tai, bão tố chỉ là hiện tượng của tâm được ý thức của con người nhận thức. Đặc dị công năng làm sụp đổ các định luật vật lý. Bức tường chỉ là mối tương quan, thân thể là một mối tương quan khác. Mối tương quan không phải là cố thể vật chất cứng rắn. Các mối tương quan đó chỉ là thói quen cố định của số đông người, chứ không phải là sự thật tuyệt đối. Nên Trương Bảo Thắng có thể đi xuyên qua tường. Anh có thể dùng tâm niệm để lấy một trái táo ra khỏi một thùng sắt hàn kín. Bức tường thùng sắt không gây trở ngại cho anh. Anh có thể lấy áo ngực và áo lót đang mặc trên người của một nữ ảo thuật gia người nước ngoài mà bà ta không hay biết, cũng không thể cản trở. Ngay trong lúc bà ta đang lớn tiếng chỉ trích nhân thể đặc dị công năng, anh có thể lấy sợi dây nịt đang mang trong quần của một nhà xã hội học ngay lúc ông ta đang ngồi thuyết trình công kích đặc dị công năng. Tránh biến chi là cái biết bất nhị. Nó có khả năng rất kỳ diệu, có thể phục nguyên một bức tranh bị xé nát, vỏ cục ngâm trong thau nước mà Trương Bảo Thắng đã biểu diễn trước đám đông người và trước mặt của chính tác giả bức tranh. Nó có thể phục nguyên cái đồng hồ bị đập bẹp rúm, hay nối liền cái đầu bị chặt đứt lìa mà Hầu Ý Quý đã biểu diễn. Các biểu diễn đặc dị công năng chứng tỏ vật chất không phải cái gì có thật, mà chỉ là một mối tương quan ảo. Nếu ai làm chủ được a lại giả thức thì có thể làm được bất cứ điều gì không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta chính là chủ nhân của toàn bộ dữ liệu thông tin trong a lại giả thức đó. Mỗi người chúng ta chính là đấng sáng tạo toàn năng, một vị Phật đã thành. Vấn đề là ở chỗ chúng ta không tin như vậy, không dám tin. Những chi kiến hạn hẹp của bộ óc chúng ta, các tập khí mê lầm của chúng ta làm trở ngại, che lấp tránh biến chi, khiến chúng ta trở nên nhỏ bé, yếu ớt, chấp ngã, chấp pháp, mê muội. Tu hành chính là tìm cách phá tan đám mây tập khí đó, khôi phục tâm lực vô biên của mặt trời trí tuệ bát nhã vốn sẵn có. Đức Phật A Di Đà sáng tạo ra thế giới Tây Phương Cực Lạc để tiếp dẫn những người tạo nhiều thiện nghiệp. Cõi giới đó hòa bình, an lạc, rộng lớn vô biên, không có người xấu, không có thiên tai, không có bệnh tật. Ai chán cảnh trần gian nhiều thương tâm, tranh giành chém giết thì có thể phát nguyện hướng về cõi giới đó. Điều kiện là lòng tin, nguyện lực rộng lớn, tâm luôn nghĩ điều thiện và hành nghiệp thiện. Trên thế gian cũng đã có người đến được cảnh giới đó và trở về kể lại. Đối với Phật và Bồ Tát, vũ trụ chỉ là ảo, không gian, thời gian, số lượng vật chất, năng lượng đều không có thật. Cái ta của mỗi người cũng không thật, vô ngã. Vạn pháp là vô thường, như hoa đẹp sớm nở tối tàn. Bao nhiêu người đẹp tài hoa một thời
rồi cũng già bệnh chết. Những cung điện nguy nga của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, nơi quê hương Đức Phật, nay chỉ còn dấu tích nền đá rêu phong. Thế thì nhân loại không việc gì phải tranh giành chém giết lẫn nhau một cách mê muội. Pháp thần của Phật và Bồ Tát có mặt khắp tam giới, suốt thời gian vô thủy vô chung. Phật còn có danh hiệu là Như Lai, vì có tốc độ di chuyển bằng ý niệm, khởi niệm là đến. Nên vũ trụ duy tâm mênh mông này đối với Như Lai bé như bàn tay. Còn khoa học duy lý, dù tài giỏi đến đâu cũng không có khả năng đi khắp vũ trụ. Mà dù có đi được xa 1.000 năm ánh sáng, thì khi trở về cũng không còn ý nghĩa gì, vì địa cầu đã biến đổi hoàn toàn sau 1.000 năm. Không còn ai biết đến chuyến đi của họ. Ở đây cũng có những điều nên tiếp tục chốt lại về sự giới hạn của khoa học. Khoa học không đem lại sự giác ngộ bản tâm, vì khoa học chỉ hướng ra bên ngoài, tưởng vũ trụ vạn vật là sự thực khách quan. Kỳ thực không có khách quan, thế giới vật chất chỉ là ảo giác chủ quan của chúng sinh. Các pháp không có thực tướng, các ảo ảnh hiện ra tùy theo người nhìn. Thí dụ trong kinh nói về dòng sông, loài người nhìn vào thấy đó là nước có thể uống và tắm rửa, loài rồng thấy đó là cung điện, nhà ở, chư thiên thấy là lưu ly, ngạ quỷ thấy là máu lửa. Dưới mắt các nhà khoa học thời nay, họ thấy nước là H2O, gồm hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Đi xa hơn, họ thấy đó không còn là H2O, mà là những proton, chất tử và electron, điện tử. Đi xa hơn nữa, họ tìm thấy cấu trúc bên trong những hạt proton và neutron, trung hòa tử, thì đó là ba hạt quắc. Và hiểu được nguyên tử không phải là vật, kết luận của Heisenberg. Như vậy nước chỉ là ảo giác. Theo cơ học lượng tử tương quan, thì nước thực chất chỉ là mối tương quan giữa quark, electron, Higgs và các lực tương tác. Nước chỉ là cảm giác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý. Nước là thông tin giống như hình ảnh, âm thanh, chữ viết trên màn hình vi tính. Nói chung là vật ảo, nhưng cao cấp hơn thế giới vi tính, vì có sự tham dự của nhiều giác quan hơn như mũi, lưỡi, thân, chứ không phải chỉ có mắt và tai như vi tính. Sự vật không có thực chất hay thực tướng, nó hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp lực, trình độ và góc độ của người đứng nhìn hay chủ thể nhận thức. Vì vậy không thể nói sự vật nhất định là thế này hay thế kia. Khoa học không đem lại hòa bình cho thế giới, bởi vì khoa học còn mê muội không thấy được tính chất vô ngã vô thường, huyền ảo của vạn pháp. Bởi vậy khoa học chỉ có thể đem lại đời sống tiện nghi, vật chất sung túc, chứ không thể đem lại sự bình an của tâm hồn và hòa bình cho thế giới. Khoa học chỉ tạo thêm tranh chấp và giúp con người sản xuất vũ khí ngày càng kinh khủng như bom nguyên tử để tranh giành tài nguyên, giết hại lẫn nhau. Khoa học không thể giải quyết được vấn đề căn bản của con người là sinh lão bệnh tử và nghiệp chướng luân hồi, vì khoa học chấp thật, cho rằng thế giới có thật. Vì khoa học luôn luôn có lập trường duy vật, mà không biết rằng vật và tâm tuy hai mà một. Thiên chấp về duy vật chắc chắn sẽ rơi vào phiền não, không nhìn thấy thực tướng của các pháp, chỉ biết chạy đuổi theo ảo mộng. Khoa học không giải quyết được thiên tai và không bao giờ có đủ khả năng du hành khắp không gian thời gian. Đó là vì khoa học thiện cận, kiến giải lầm lạc về vũ trụ vạn vật. Quan điểm duy vật sẽ hạn chế tốc độ tối đa của vật chất ở mức 300.000 km trên giây, sẽ không bao giờ có khả năng đi khắp vũ trụ, càng không có khả năng đi khắp thời gian, đi ngược về quá khứ hay đi trước tới tương lai. Tuy khoa học có giới hạn, nhưng cũng có vai trò nhất định của nó. Không ai phủ nhận những thành quả tích cực mà khoa học đem lại cho cuộc đời, như nhà cửa, xe cộ, đồ dùng tiện nghi, thiết bị liên lạc viễn thông, vân vân. Nhưng khoa học cũng đem lại tai họa, bom nguyên tử, các thứ vũ khí giết người, chất độc màu da cam, chất độc hóa học, vân vân. Nhân loại cần khoa học, nhưng cũng cần một thứ đạo lý vĩ đại hơn, hòa bình hơn,
chân thiện mỹ hơn mà Phật giáo có thể cung ứng.